Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Bado Official. Ở video này mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn và các anh chị về một cái lệnh, đó là lệnh Sapphin, và của chức năng của nó như thế nào thì các anh chị và các bạn hãy theo dõi các cái chức năng của cái lệnh Sapphin nhé. Thì ở đây mình sẽ vẽ hai cái đối tượng. Thì khi mà cái lệnh Sapphin á, thì các anh chị ở vào cái trong phần offset. Các anh chị thấy sổ xuống thì các anh chị sẽ thấy cái lệnh Sapphin. Thì Sapphin ở đây thì nó sẽ có lệnh Đối với khi mà chọn lệnh Sapphin thì các anh chị phải chọn từ hai đối tượng thì nó mới hiểu lệnh. Ví dụ đây mình chọn một cái đối tượng màu đỏ thôi, thì khi các anh chị vào trong offset, các anh chị vào trong Sapphin thì nó chỉ có cái lệnh web và phần Paraday thôi. Khi các anh chị chọn hai đối tượng thì các anh chị sẽ thấy trong cái phần Sapphin nó sẽ hiện đầy đủ tất cả các số tượng như là hình web, chim, intersect, shapefile, photo, phone, motherboard, bus, và form. Thì ở đây cái chức năng của nó như thế nào thì các anh chị hãy khi chọn hai đối tượng, các anh chị click vào cái biểu tượng web, hoặc là khi mà các anh chị bao hai đối tượng thì ở phía trên thanh thuộc tính nó sẽ hiện ra các cái biểu tượng của cái lệnh trong cái bộ lệnh Sapphin. Thì đây có lệnh là web ta. Thì các anh chị click vào lệnh web thì đây cái là cái lệnh mà nó sẽ gắn liền các cái viền với nhau giữa hai đối tượng. Các anh chị sẽ thấy đây là hai đối tượng. Đây là đối tượng màu đỏ với đối tượng màu xanh đúng không? Thì khi các anh chị quét khối hai đối tượng này, các anh chị muốn lấy một cái viền khung theo hình hai đối tượng này thì các anh chị chọn lệnh web. Thì nó sẽ bao khung. Nó sẽ dán cái hai đối tượng này thành một cái khối và nó sẽ có cái hình dạng thế này. Rồi khi các anh chị chọn cái lệnh tiếp theo là lệnh chim thì các anh chị sẽ thấy lệnh chim tức là cái lệnh đối tượng trên nó sẽ cắt cái đối tượng dưới. Cái đối tượng dưới đây là cái hình ha, thì nó nằm phía dưới cái đối tượng màu đỏ này, nó sẽ cắt cái đối tượng này. Đó là đối tượng của, là chức năng của lệnh chim. Tiếp đến là cái lệnh intersect. Intersect là cái lệnh nó sẽ lấy cái phân vùng mà giao nhau giữa hai cái đối tượng. Thì ở đây cái đối tượng xanh và cái đối tượng đỏ ha, khi mình chúng ta quét khối cái đối tượng chúng ta cần làm, các anh chị vào trong cái lệnh intersect thì khi đấy các anh chị sẽ thấy là nó sẽ nhân một cái đối tượng trong cái nằm cái không trong cái khung thế này nè. Bây giờ các anh chị lấy ra thì các anh chị được một cái khung bằng cái khung ở trong đây. Tiếp đến là cái lệnh simply thì các anh chị sẽ thấy nó sẽ như thế nào, tức là nó cũng dạng là nó cắt cái đối tượng. Rồi tiếp đến các anh chị vào trong cái lệnh phong minute bar thì nó sẽ cắt cái hình dưới, nó sẽ cắt cái hình trên ví dụ cái hình màu đỏ này nè, nó sẽ bị cắt quét khối theo cái hình của cái màu điểm giao nhau giữa cái màu xanh. Còn đối với cái bug miniform thì nó sẽ cắt từ cái hình trên cắt hình dưới, thì nó cũng cái chức năng này nó cũng tương tự với về chức năng của thằng chim thôi, chức năng của thằng chim. Còn đối với cái chức năng của cái grid boundary thì nó là như thế nào, tức là nó sẽ copy cái đường viền thôi, nó sẽ copy cái đường viền, nó sẽ dán cái đường viền và nó lấy cái đường viền ra. Ví dụ trong một cái đối tượng gì đó thì các anh chị sẽ thấy nó chỉ có copy theo cái đối tượng đường viền này. Rồi thì để thuận tiện để làm cho nó dễ hơn, hình dung dễ hơn, thì ở đây mình có cái ba cái hình tròn này. Thì các anh chị sẽ thấy là đây là cái ba màu khác nhau và những hình tròn này nó sẽ chồng chéo lên nhau. Ví dụ như các anh chị thấy là cái vòng màu xanh này nó nằm trên cái màu cam này, màu xanh nằm trên màu cam nhưng mà màu xanh này nằm dưới màu đỏ, các anh chị thấy nó đang chéo với nhau như thế này. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ sử dụng những cái lệnh của trong cái bộ lệnh Sapphin để chúng ta làm cái bài tập này nha. Trước tiên các anh chị và các bạn là vẽ cho mình một cái hình tròn, bấm nhấn Ctrl vẽ cho mình một cái hình tròn.
sau đó các anh chị ha đưa con chỏ chuột vào trong góc, các anh chị kéo xuống, các anh chị kéo vô trong tâm, thì và các anh chị đồng thời giữ phím shift thì nó sẽ ra thêm một cái đường tròn, thì các anh chị copy nó, thì để copy các anh chị giữ trái chuột và anh chị đồng thời đích phải chuột thì nó sẽ copy được một cái hình nhỏ trong như thế này. Sau đó các anh chị sẽ quét khối hai đối tượng thế này và các anh chị dùng cái lệnh bắt me not from để các anh chị đục rỗng cái hình phía sau thì nó sẽ được một cái hình như thế này. Và sau đó các anh chị vẽ một cái hình vuông để cắt cái hình tròn này ra thì các anh chị cũng vẽ cái hình vuông tròn trên cái hình tròn, sau đó các anh chị quét khối hai đối tượng, sau đó các anh chị cũng dùng cái lệnh này thì các anh chị nó sẽ cắt xuống cái phần hình tròn ha. Rồi sau đó các anh chị tô màu, các anh chị xoay. Bây giờ các anh chị sẽ xoay, thì để xoay cái này làm ba cái thì các anh chị, thứ nhất là các anh chị phải dời tâm. Thì cái tâm là cái gì? Cái tâm tức là cái điểm chính giữa của cái đối tượng, thì nó có biểu tượng dấu nhân ở trong đây. Thì để dời tâm các anh chị lít vào ha, cái này đường chỏ chuột vào trong tâm là các anh chị lít một cái thì nó sẽ hiện ra một cái điểm chấm tròn như thế này, và sau đó các anh chị di chuyển xuống. Thì đối với cái này các anh chị sẽ thấy nè, nó nằm, nó còn cái khung rỗng này thì mình chỉ kéo xuống vừa thôi, ví dụ như 2/3. Rồi sau đó các anh chị dùng cái lệnh formation ha, transformation, thì các anh chị có thể là bấm phím tắt các anh chị vào trong cái offset, các anh chị kéo xuống thì có cái lệnh là transformation, thì các anh chị click vào, hoặc là các anh chị bấm nút underline F7 ha, hoặc là underline F8, thì nó đây là những cái nó trong một cái bộ của công cụ thì nó có những cái phím tắt là 7 8 9 10, cộng thêm nút underline thì nó cũng sẽ hiện ra. Thì các anh chị bấm vào thì nó sẽ hiện ra phía bên đây, thì phía bên đây nè cái này thì nó cũng dạng như là copy đối tượng ra thêm một cái đối tượng mới, thì ở đây là cái số lần mà đối tượng sẽ copy ra, ở đây mình là 2 cộng thêm 2 cái vòng tròn nữa thì mình ở đây là sẽ copy 2. Và các anh chị sẽ thấy trên đây là cái mũi tên ra hai bên, tức là cái đối tượng sẽ được copy ra hai bên còn ở đây là cái writer này, cái writer tức là cái vòng tròn, tức là cái đối tượng nó sẽ được copy theo dạng vòng xoay theo hình tròn, thì các anh chị lít vào trong đây, các anh chị xoay, thì ở đây nó là 360 độ, vòng cái vòng tròn này là 360 độ thì nó là 120 độ, mỗi cái vòng tròn sẽ xoay 120 độ. Rồi sau đó các anh chị sẽ xoay thì các anh chị sẽ thấy là nó tự động nó nhân hai cái đối tượng ra, đúng không? Tại khi đó mình copy ra hai cái đối tượng thì nó tự nhận hai đối tượng. Các anh chị làm lại nha. Thứ nhất là các anh chị dời tâm. Các anh chị dời tâm. Rồi sau đó các anh chị vào trong cái lệnh transformation. Các anh chị chọn vào cái writer, tức là đối tượng xoay cái đối tượng theo dạng hình tròn. Sau đó các anh chị chia ra cái số độ càng xoay, tức là 120 độ. Sau đó các anh chị chọn vào cái số copy, ở đây là hai đối tượng, sau đó các anh chị nhấn apply thì nó sẽ ra thế này. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ tô màu cho đối tượng. Để tô màu cho đối tượng thì các anh chị click vào đối tượng và click vào trong cái bảng màu, các anh chị tô màu cho đối tượng. Sau đó các anh chị quét khối hết tất cả các đối tượng, các anh chị nhấn vào phía trên cùng của cái bảng màu, nó có cái biểu tượng dấu nhân ấy. Các anh chị click phải chuột để bỏ cái màu viền đi ha. Màu viền đi. Thì bây giờ các anh chị sẽ thấy ở đây là cái màu xanh này nha. Đây là cái bài tập nè, cái phần bài tập. Thì ở đây cái màu xanh khúc này nó sẽ nằm trên cái màu cam này. Nó sẽ nằm trên màu cam này. Thì để mà cái màu xanh này nằm trên màu cam được, các anh chị và các bạn dùng pen. Dùng cái pen. Chúng ta sẽ vẽ. Ở đây nó sẽ là nằm trên. Thì các anh chị sẽ vẽ nè. Vẽ cho mình. Cắt cho mình cái khúc này. Tức là cắt một cái khúc màu của cái vòng tròn xanh này ở đây. Các anh chị vẽ, khi mà các anh chị vẽ xong, sau khi các anh chị vẽ bên xong ha, vẽ xong thì các anh chị chọn cái đối tượng mà vẽ, cái đối tượng bên mà chúng ta vừa mới vẽ xong á. Các anh chị chọn nhấn shift và các anh chị chọn thêm cái phần màu xanh này.
Sau khi các anh chị vẽ xong cái phần pen thì các anh chị chọn cái đối tượng pen và nhấn phím shift để chọn tiếp cái đối tượng màu xanh vòng tròn xanh lá cây này. Thì sau đó các anh chị sẽ sử dụng cái lệnh intersect. Các anh chị nhấn vào cái lệnh intersect và sau đó các anh chị bỏ đi. Intersect tức là nó sẽ lấy cái vùng vẽ của pen với lại cái vòng tròn của màu xanh thôi. Thì khi đã các anh chị click vào trong cái chỗ cái vùng mà chúng ta cần cắt, chúng ta sẽ thấy được một cái đối tượng, nó sẽ cắt một đối tượng khúc chỗ này nè. Và sau đó các anh chị sẽ sử dụng phím Ctrl Up, tức là để đưa cái đối tượng màu xanh này lên trên cái đối tượng màu cam, là các anh chị sử dụng Ctrl Up. Thì bây giờ chúng ta đã được một cái vòng tròn, một cái vòng tròn cam xanh, nó đã nằm trên vòng tròn cam. Bây giờ tiếp đến là các anh chị các bạn sẽ thấy là cái vòng tròn đỏ nó sẽ nằm ở dưới cái vòng tròn cam. Thì đây nó có hai điểm, điểm trên và điểm dưới, là vòng tròn đỏ nó nằm ở dưới vòng tròn cam luôn. Thì do đó bây giờ mình sẽ vẽ tiếp cái đường pen này để chúng ta lấy cái màu cam này, chúng ta đưa lên trên cái vòng màu đỏ, và các anh chị chọn cái đối tượng pen đã vẽ và dưới lại giữ phím shift chọn cái màu vòng tròn màu vàng, và sau đó cũng sử dụng cái lệnh intersect chúng ta đưa vào, và sau đó chúng ta bấm Ctrl Up, Ctrl Pay Up thì nó sẽ lên. Thì tiếp tục ở phần ở phía dưới chúng ta cũng lấy cái phần màu cam để chúng ta đưa lên. Rồi. Tiếp đến là các anh chị và các bạn sẽ sử dụng sẽ thấy là cái phần của cái màu cam này nó sẽ nằm ở dưới phần màu xanh. Thì ở đó chúng ta sẽ sử dụng chúng ta sẽ vẽ để chúng ta cắt cái phần màu xanh này, chúng ta đưa lên cái phần màu cam, chọn, sau đó chúng ta sẽ cũng sử dụng cái lệnh intersect chúng ta cắt đây, và chúng ta sẽ lấy được cái vòng tròn màu xanh và chúng ta đưa lên. Thì bây giờ các anh chị thấy là bây giờ chúng ta đã hoàn thiện xong theo cái bản mẫu của chúng ta thế này, tức là cái màu đỏ nó sẽ nằm ở trên cái màu xanh và dưới cái màu cam, còn cái màu xanh á, nó sẽ nằm ở trên cái màu cam và dưới cái màu đỏ, và cái màu đỏ sẽ nằm ở dưới trên cái màu xanh và dưới cái màu cam. Thì đây thì chúng ta sẽ sử dụng những cái thao tác cắt và đưa đối tượng lên, bay up bay down, và sau đó sử dụng cái bộ trong cái các cái nhóm lệnh ở trong cái bộ phận Safin thì chúng ta sẽ thao tác được như thế này. Video chia sẻ của mình tới đây là hết, hy vọng là các bạn và các anh chị khi theo dõi video này xong thì các anh chị cũng có thể mở, các anh chị thực tập để chúng ta sử dụng quen những cái bộ lệnh ở trong cái phần Safin, và chúng ta sử dụng được cái phần pen để chúng ta vẽ và cái phần để chúng ta đưa đối tượng lên trên hoặc là đưa đối tượng xuống. Thì dưới đây nó sẽ kết hợp chúng ta là ôn lại phần vẽ pen và sau đó chúng ta sẽ đưa đối tượng lên trên xuống dưới và cộng thêm một số các cái chức năng trong bộ phận Safin để chúng ta thực hiện cái bài tập. Thì các anh chị hãy cố gắng thực tập nhiều vào để cho chúng ta quen, và chúng ta sẽ tiếp cận nhanh hơn với Corel để chúng ta phục vụ cho công việc của mình. Chúc tất cả các anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trên công việc của mình. Nếu các bạn và các anh chị thấy video này có hữu ích thì các anh chị hãy bấm share và nhớ đừng quên bấm like để ủng hộ tinh thần cho video. Nếu các anh chị và các bạn nào mới vừa ghé qua kênh Bado Official thì hãy giúp mình đăng ký kênh để cho kênh một ngày càng phát triển. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở video phía sau. Bye bye tất cả các bạn và các anh chị ha.